Đừng cô biến bản thân thành một người khác anh em sẽ không thể thành công được đâu. Thay vào đó hãy chăm chỉ và nỗ lực để nâng cấp bản thân trở nên tốt hơn, giỏi hơn. 19 điều đàn ông cần tâm niệm để trở nên tốt hơn, mỗi ngày không cần chạy đua với ai để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Chỉ cần tốt hơn mỗi ngày thì anh em đã thành công một phần rồi.